Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy Yanma 494. Đấu cái đầu máy là Yanma 4T98 các bạn, là đầu máy của Nhật, đầu máy nguyên zin đó bạn. Bán trọn bộ gồm dàn xới, bánh lồng, bánh bơi. Là giá bán là 130 triệu. Đích số thì có kiểm tra các bạn. Đầu máy Yanma là 4T98 thì còn nguyên zin, đầu máy của Nhật các bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu muốn mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy các bạn. Máy thì ở địa chỉ là ngay chợ Cờ Đỏ, Cần Thơ. Giá bán là 130 triệu. Đầu máy thì nguyên zin, nhưng mà cái đầu thì đấu lên trên cái đầu máy này, thì đấu lên trên cái đầu máy là Yanma 494. Chiếc máy cài thì Yanma 494, còn cái đầu máy thì đã đấu lên ha bạn. Thay đổi cái động cơ. Đây là cái phần đầu máy ha, là anh chủ máy ảnh chụp hình gửi qua cho mình, cho đó nên anh em và các bạn mua thì liên lạc xem trực tiếp cho nó dễ ha bạn. Đầu máy thì người ta nói là còn nguyên zin. Còn đích số thì có kiểm tra, bán trọn bộ dàn xới, bánh lồng, bánh bơi. Địa chỉ là Cờ Đỏ, Cần Thơ. Cái bánh bơi thì mình thấy còn rất là ok. Bánh lồng thì các bạn liên lạc để xem bánh lồng ha. Dàn xới thì mình thấy là dàn xới Siboga, ảnh cũng có chụp hình gửi qua cho mình đây. Ảnh đang xới luôn. Do đó nên cũng chẳng có xem được nhiều. Do đó nên mình chỉ giới thiệu thôi. Các bạn muốn mua thì hãy xem trực tiếp ha, cho nó dễ ha. Rồi, video của mình cũng đã dài, các bạn mình xin kết thúc video tại đây ha. Anh em và các bạn có nhu cầu bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình, mình số điện thoại là 0352 915 395 ha bạn. Còn muốn mua thì hãy liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ máy ha, tham khảo hoặc bình thường lượng gì đó thì mình thương lượng ha.